Do đã được tuyên truyền hướng dẫn từ trước, nên ngay sau khi học tiết cuối cùng, em Nguyễn Thị Kiều Trang cùng các bạn trong lớp đã nhanh chóng có mặt tại điểm làm thẻ căn cước công dân do Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tổ chức. Tại đây, các em được cán bộ chiến sĩ công an hướng dẫn làm các bước thủ tục căn cước công dân và kích hoạt mã định danh. Với mục tiêu hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho nhóm đối tượng ưu tiên, Công an tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng thành lập các tổ làm căn cước công dân lưu động về tận các xã và trường học, tổ chức làm thêm ngoài giờ hành chính, buổi tối và cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Với tinh thần chủ động, tích cực, sẵn sàng phục vụ nhân dân, đến nay Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức được 25 tổ làm căn cước công dân, tích hợp định danh điện tử VNID lưu động tại các địa bàn xã, thị trấn trên toàn tỉnh. Qua đó đã tiếp nhận gần 90% hồ sơ căn cước công dân cho nhóm học sinh sinh năm 2004, 2005, 2007 và 2008.